Sáng ngày 23 tháng 9, tại sân bóng trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023, khu vực 3. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức, Vietnews Media là đơn vị vận hành giải đấu. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Nghệ An, Liên đoàn Lao động các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Công đoàn Công an Nhân dân và Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng gần 200 vận động viên, ban huấn luyện tham dự giải. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 do Tổng Liên đoàn Việt Nam tổ chức phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là giải đấu có quy mô toàn quốc đầu tiên dành cho công nhân lao động. Giải đấu được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần, động viên công nhân viên chức lao động tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Đây còn là sân chơi lành mạnh để đoàn viên, người lao động thể hiện tài năng, tăng cường giao lưu đoàn kết, gắn bó với doanh nghiệp và gắn bó với địa phương nơi làm việc. Với 64 đội bóng thuộc các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng đoàn khắp mọi miền tổ quốc được thành lập và tham dự giải đã cho thấy tiềm năng, nhu cầu và nguyện vọng tham gia rèn luyện thể thao, sinh hoạt văn hóa tinh thần của đoàn viên người lao động. 64 đội bóng được chia thành 8 khu vực thi đấu vòng loại từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 để chọn 8 đội vô địch vòng loại vào tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2023. Trước đó, trong ngày thi đấu thứ nhất, sau 2 lượt trận, ban tổ chức đã xác định được 3 đội bóng lọt vào vòng bán kết là Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Ninh Bình. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông khán giả đổi nắng tới sân bóng theo dõi, cổ vũ cho các đội bóng thi đấu. Các đội bóng mang đến vòng loại này những trận cầu kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Ngay sau lễ khai mạc, sáng cùng ngày tiếp tục diễn ra 3 trận thi đấu giữa Công đoàn Nghệ An và Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Hà Nam và Công đoàn Nam Định, Công đoàn Ninh Bình và Công đoàn Điện lực Việt Nam để tìm ra 4 đội chiến thắng lọt vào vòng bán kết diễn ra vào chiều hôm nay. Giải đấu diễn ra vòng bảng tại 8 khu vực trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023. 8 đội vô địch vòng bảng sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết, dự kiến diễn ra tháng 11 năm 2023 tại Bình Dương. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 có sự đồng hành của các doanh nghiệp nhãn hàng, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải Thaco, nhãn hàng nước tăng lực Rockstar, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op, nhãn hàng nước điện giải Revive, công ty cổ phần Động lực, Tổng công ty Viglacera.